chúng ta thấy rằng là camera của LCK đang chỉ để ý vào người, vào gương mặt của Peanut mà thôi. Và đó sẽ là Kindred trong tay của Peanut, không phải là một con tướng mang thiên hướng tạo dựng lối chơi, mà sẽ là một nguồn sát thương phụ trội kèm vào cùng với cả Pace ở trong cái ván thi đấu thứ 3 này dành cho người chơi đi rừng của Gen G. Tôi lại một lần nữa thấy rằng là Gen G đang có phần hơi tham vọng trong những cái lượt cấm chọn của mình. Lại là một đội hình mang thiên hướng tương đối là nhiều sát thương, một đội hình đang có tương đối nhiều những con tướng có thể carry như là Twitch, Kindred hay là cả Jax nữa. Trong khi đó KT Roster, ba ván cũng cả như ba, họ chơi một đội hình tương đối là truyền thống. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng là Gen G hay là KT giành được chiến thắng ở trong cái ván thi đấu cuối cùng này, và qua đó giành được chiến thắng ở trong cặp BO3. Một ván thi đấu mà chúng ta sẽ biết được cái hành trình ở tuần thi đấu đầu tiên của bên phía của KT nó sẽ tốt như thế nào nếu như họ giành lấy chiến thắng ở trong cái ván thi đấu này. Còn ngược trở lại thì Gen G, trận khai mạc của họ chắc chắn họ cũng sẽ không muốn hứng chịu một cái trận thất bại, và đặc biệt trước một cái đối thủ cứng cựa như là bên phía của KT Roster nữa. Bắt đầu đang thấy có một cái tín hiệu ngụy trang đến từ Bay để có thể di chuyển vào. Một con mắt tím được cắm ra khá là sớm của Lehen cực kỳ cẩn thận khi mà nghĩ rằng là rất có thể sẽ có những cái hướng di chuyển của Paige cùng với cả Delay sang để có thể làm sao mà bào được cái lượng máu của Aiming và Len từ sớm. Một vòng rừng cũng khá là thơm dành cho Peanut, thậm chí là anh ta đang khuếch đại một điểm cuối của cái vòng rừng bằng một tình huống găng Kin. Doran đang câu, anh ta đang câu những cái bộ kỹ năng ví dụ như cắt và sắc của Kin ở trong cái trường hợp này trước cái đã. Nhưng mà thôi, Kin đánh khá là kỹ, cắt trúng vào người của Doran. Đi bộ, mất tốc biến, pha cắt vừa rồi. Như vậy là không có sắc. Và đó là một tình huống mà anh ta bắt buộc phải đầu tư luôn cho mình để có thể thoát khỏi tình huống tấn công của Peanut. Trong khi đó thì đây đang là câu trả lời của Curse xuống khu vực đường dưới, đang có ý định muốn băng trụ, thả bình độc ra. Curse đang bắt đầu di chuyển vào, Pay đang bị tấn công. Ui, và Curse mất nhiều máu quá. Curse giảm xuống, chiến công đầu thuộc về Delay. Aiming phải bỏ chạy với chỉ khoảng tầm gần 200 máu ở trên người. Lehen cũng không còn bao nhiêu máu cả. Đầu tiên là pha tấn công rất gắt đến từ Pay và Delay. Chúng ta có thể thấy như lượng sát thương mà con Maokai nó hứng chịu là quá lớn, và chưa kể đó là một phép bầu trời kiệt sức rất kịp thời đến từ Yuumi để có thể cản được cái lượng sát thương của Zeri nữa. Và thêm vào nữa có một cái sự thay đổi về mặt cơ chế lính ở trong cái phiên bản 13.10, đó chính là khi mà con lính nó đã tấn công vào trụ rồi á thì nó sẽ không có chuyển dịch cái mục tiêu sang tướng ở trong những cái tình huống giao tranh. Thì đó cũng là trong những cái điểm bất lợi, và nó khiến cho những cái tình huống băng trụ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và nó khiến cho bên phía Ketoser tạm thời họ đang bị thua thiệt một chút xíu ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Mất luôn kiệt sức tới từ Lehen. Những phát bắn của Paige thật sự rất là đau và khiến cho Lehen buộc phải lui về trong tình thế này rồi. Đúng thật là Aiming cùng với cả Lehen đã duy trì được một cái thế lính tương đối là cao, khiến cho Paige không thể nào có thể dấn lên cho đội chiến tức được. Nhưng mỗi một lần mà Paige tàng hình rồi bước lên bắn như thế này thì thật sự đang khá vất vả dành cho Aiming và Lehen. Thậm chí rằng Paige đang là người hơn cấp so với cả Aiming. Khó thật sự, chúng ta đang thấy cái bối cảnh ở hai đường cánh đang khá là tốt dành cho bên phía của Gen G. Nhưng ngược trở lại thì bên phía của KT, như Long cũng đã chia sẻ, đó chính là giai đoạn đi đường khá là ổn của họ trong ván thi đấu này. Kết có tốc biến nhưng cái tầm để có thể áp sát vào cho Vi là hơi xa. Còn ngược trở lại, Peanut phát hiện ra rừng đối phương vừa rồi mới tấn công ở khu vực giữa, và anh ta tận dụng cái đợt lính đang được đẩy tốt của Bay ở khu vực dưới, kiểm soát được con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này. Họ tận dụng khoảng thời gian trống để có thể di chuyển đưa cặp đuôi xạ thủ hỗ trợ của mình lên cánh trên nhằm tạo ra một tình huống cố gắng bao nhiêu những cái lớp giáp trụ nhất có thể. Phía bên kia thì Genji cũng đã đọc vị rồi ở trong cái pha di chuyển này. Quyết định của Emin là không mất thời gian để có thể hứng cái lớp giáp trụ nữa. Thay vào đó anh ta sẽ tận dụng cái khoảng thời gian trống để có thể di chuyển một nhịp nhanh hơn so với Pay và Delay. Ôi, Emin được nhường nhiều thế nhờ. Vừa mới farm quay lính to ở đường trên, sau farm tiếp quay lính to ở khu vực đường giữa. Chưa kể là anh thấy còn được cả những lớp giáp trụ ở khu vực đường trên nữa. Rất là đang nuôi Aiming để bù lại so với cả cái ván thi đấu trước rồi. Và ít nhất là tôi nghĩ rằng tính đến thời điểm tại thì vẫn đang là tương đối tốt. Bắt đầu rồi, bắt đầu đang có ý định để có thể tấn công rồng. Nó sẽ là một cái cớ giao tranh dành cho cả hai đội tuyển. Kin đánh hạt thông nổ lao xuống hàng rồng. VD đang muốn vòng ra tuyến sau, Doran là người đứng chắn lên phía trước. Peanut lao lên bắn người Kin rất là đau. Hôn gió chính xác, đó là người Doran. Doran vẫn đang trụ được phía trong này. Châu Vi hết tụ được ba người cực kỳ tuyệt vời, và đó là một tình huống Pay bắn cực kỳ thoải mái với con trick với chiêu cuối, không ai cản bước được Pay cả. Và Châu Vi mặc dù là trách nhiệm phải tạo dựng lối chơi chỉ đặt lên một mình đôi vai của anh chàng thôi, nhưng anh ta vẫn làm được 4-0 dành cho Gen G.
và chắc chắn tôi tin rằng là có đồng nguyên ấn dành cho Peanut rồi. Đúng thật là như vậy, đồng nguyên ấn thứ tư dành cho Peanut. Một tình huống mà chúng ta có thể thấy, mặc dù cái chiêu cuối của Ragaz thường là sẽ phá giao tranh, nhưng mà Châu Vi như là một nghệ sĩ bia vậy á, Gombi phải nói là cực kỳ tốt với một tình huống dồn dậu và cả bộ đôi Emin và Lehen ở trong cái pha xử lý vừa rồi. Xếp một hàng thẳng, một cái chiêu cuối không thể nào tuyệt vời hơn dành cho Bay nữa. 4-0 rồi dành cho phía của Genji, 3 rồng dành cho đội hình của họ. Truy sát tấn công vào người của Emin, dứt độc, dứt điểm được xạ thủ của KT Royster. Và kịch bản lần này là lại khó dành cho KT Royster rồi. Xạ thủ của họ lại gặp những cái trục trặc thêm một lần nữa. Lần này thì anh ta không phải là lỗi về cá nhân, nhưng mà khi đối thủ đang lựa chọn cho mình một cặp đôi khó chịu như thế này thì em mình không thể làm gì khác được cả. Cái tư thế đó là một cái tư thế đứng tương đối là an toàn rồi, anh ta không hề đứng cao. Anh ta biết được rằng mình vẫn còn tốc biến, vẫn còn chiêu để có thể bay qua tường, nhưng không thể nào về kịp được bởi nguồn sát thương của Pay là quá lớn. Dịch chuyển xuống đường dưới tới từ Châu Vi, mục tiêu là Kin. Có cướp ở đây, Kin lướt về được một lần thôi, Châu Vi vẫn đang dí theo. Châu Vi còn chiêu cuối, còn mang trượng vĩnh cửu, chiêu cuối đầy được thành công, Kin về và thôi xong. Kin hút được rất nhiều máu, nhưng bao nhiêu mới là đủ đây Kin ơi? Peanut cùng với cả Châu Vi hỗ trợ để cho Doran ăn mạng. Rồi, sẽ là một cái mục tiêu tiếp theo. Đây sẽ là một con rồng mà bắt buộc phải đánh rồi dành cho VQKT Royster. Và họ cũng đang rất mong chờ vào một tình huống cố gắng để có thể tạo đột biến. Nhưng cánh bên kia thì Delight đã có chuông Mikael, đảm bảo sẽ được bắn dành cho Bay. Phía đây sẽ là một tình huống mở giao tranh, Doran vào hơi sâu, nhưng ta vẫn có khả năng bảo trợ đến từ những người đồng đội của mình để có thể rút lui. Cú dịch chuyển tới từ Kin xuống để sẵn sàng cho một pha giao tranh 5v5. Nhưng đó có thể là Doran chỉ đơn giản câu kéo mà thôi. Trên người Doran vẫn còn dịch chuyển, bây giờ sẽ là bấm biến trở về nhà, sạc lại đồ, sau đó dịch chuyển trở lại khu vực hàng rồng, nơi mà khoảng tầm 10 giây nữa sẽ có sự hiện diện của con rồng. Và cái quan trọng rằng các thành viên bên phía của KT Royster họ đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên rồi, cụ thể là 3 chiêu cuối cộng với cả một cái dịch chuyển và một cái tốc biến để có thể cố gắng bắt vào một mình Doran thôi, thì sẽ là linh hồn rồng gió dành cho Genji cực kỳ đơn giản ở phút thứ 23. Đồng ý, khi mà đã sử dụng khá là nhiều tài nguyên mà thậm chí là không dứt điểm được Doran ở trong pha thi đấu đó thì không còn nguồn sát thương để có thể tiếp tục giao tranh nữa dành cho phía của KT Royster. Và một lần nữa có lẽ như cũng phải dành những cái lời khen dành cho Châu Vi, khi mà anh ta dùng chiêu cuối tấn công cũng được, phòng vệ cũng rất là tốt. Chiêu cuối của anh ta đã giải tán được đám đông và tạo ra cái cơ hội rút lui dành cho Doran với một cái ngưỡng máu chỉ còn lại một chấm mà thôi. Phút thứ 25 rồi, với cái ngưỡng trang bị như thế này thì Genji hoàn toàn có thể băng vào trong khu vực hang Baron mà không quá là ngần ngại cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng sẽ là một cái tình huống tương đối 50-50, không cần mạo hiểm làm gì cả. Nhưng bây giờ trong khu vực từ đường giữa ra khu vực bờ sông hang Baron đang cực kỳ tối. Và đây một tình huống lao lên, bắn một người Lehen tới từ Page. Có tàng hình, Lehen tự biến bỏ chạy. Từ bên phía bên này, Kin là người có thể sẽ bị bắt. Châu Vi đang tìm góc để có thể lao vào, Doran là người lao vào trước và ép cho... Xin lỗi bạn, không có dịch chuyển nào cả, ép cho các thành viên KT Royster buộc phải lui về mà thôi. Và tạm thời Genji cũng sẽ tháo lùi. Hai cái tốc biến, một cái tốc biến đến từ Kim, một cái tốc biến đến từ Hen bắt buộc phải được sử dụng. Và rồng gió nó giúp cho cái khả năng tiếp cận gây sát thương đến từ Bay khi mà anh ta kích chiêu cuối lên là cực cao. Rồi pha thi đấu tiếp theo sẽ là như thế nào đây? Năm bụng tốc biến thùng ru nổ, dứt điểm được Lê Hen và Kim cũng sẽ nằm xuống. Hai điểm hạ gục dành cho bên phía của Genji, và chắc chắn họ không muốn dừng lại ở đó. Tiếp tục là những tình huống truy đuổi tấn công tiếp vào người của Kết và BD. Châu Vi đang có cho mình một ngày thi đấu với con Gragas cực kỳ là cháy. Và bây giờ BD có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, lăn bụng không chính xác rồi. Đơn giản là sẽ lui về mà thôi. Nhưng mà bên phía bên kia thì đó là Doran cùng với cả Peanut đã tìm được cái mạng của Curse để giúp cho các thành viên Genji di chuyển vào và tấn công vào con Baron này. Xong rồi, ván thi đấu này đã cực kỳ khó dành cho bên phía của KT Royster. Tôi cũng không biết bằng một cách nào đó họ có thể lật lại được nữa, khi mà gần như đã mất kiểm soát hoàn toàn rồi. Và kể cả cái phong độ thi đấu ở trong ván thi đấu thứ ba này của các thành viên phía Genji, đặc biệt là Chovy đang cực cháy. Vừa rồi thì Chovy cũng đạt được luôn trong đó cấp độ 16 rồi. Ragaz của anh ta cũng đã nâng được 3 điểm chiêu cuối. Ngưỡng sức mạnh cũng đang là 3 món trang bị lớn. Áp lực đẩy cái bùa lợi Baron này sẽ rất là khủng khiếp mà bên phía của Genji họ có thể tạo dựng ra được. Kim thì đang tận dụng khoảng thời gian trống nho nhỏ để có thể farm được bao nhiêu thì farm cái đực lính ở khu vực trên. Và sau đó anh ta sẽ về phòng vệ những cái trụ bậc thềm cùng với những người đồng đội của mình. Vẫn đang cần một cái điều kỳ diệu nào đó đến từ bên phía của KT để cho họ có thể lật lại ở ván thi đấu này. KT Royster dường như đang bị bóp nghẹt ở khoảng tầm phút thứ 27 này. Và bên cạnh việc Pay đang out level rồi, thậm chí còn có cả Peanut cũng đang out 3 level so với cả người chơi dừng một phương kia nữa. Và Doran đang bị giết lại đây, Doran kịp thời nhảy về được. Anh ta vẫn bị trói lại bởi chiêu cuối của Curse, nhưng không có đủ sát thương để hạ gục Doran. Doran còn rất thấp máu thôi, nhưng không có sát thương dứt điểm
tới từ bên phía Tiroster và Lehen đang nhận tấn công. Lăn bộ không chính xác nhưng có thùng rượu nổ thì Lehen không chạy đâu được cả. Tốc biến không còn, khổng lồ hóa không kịp dùng. Và ván thi đấu sẽ có kết quả ngay bây giờ mà thôi. Đang đẩy vào với cả 5 thành viên, có bùa lợi Baron vẫn còn đang chưa hết. Peanut bị dính cho mình cú hồn gió nhưng không sao cả, anh ta vẫn còn cứu cứu sinh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cứu sinh được bật. Kim đang phải bỏ chạy, PD còn rất tâm máu và Pay đang bắn cực kỳ thoải mái phía ngoài với chiêu cuối. Ketinoster họ không thể phòng ngự nữa rồi, sẽ là 2-1 dành cho Genji ở phút thứ 28. Không ai có thể cản được Bay, anh ta free shot hoàn toàn với một cái tầm hoạt động cực xa của con chích của anh ta, thậm chí lao vào bể đá cổ để có thể nỗ lực tiêu diệt PD. Không cần thiết nữa, chiến thắng đã thuộc về trong phía của Genji. Một chiến thắng cũng tương đối là căng thẳng ở trong cái kèo thi đấu BO3 ở những ván thi đấu đầu tiên. Còn ván thi đấu thứ ba này thì mọi thứ nó trở nên thuận lợi hơn dành cho bên phía của Genji. Thật ra tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện